Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5 câu 1 đến câu 16. Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước, tiếng Hy-ri gọi là Bết-đa-tha. Hồ này có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó chờ cho nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước thì dù mắc bệnh gì đi nữa cũng được khỏi. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: Anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo: Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp: Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: Anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh: Ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: Này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh của người bất toại đã nằm chờ bên bờ hồ Bết-sai-đa ròng rã 38 năm để hy vọng có một cơ hội được xuống hồ và được khỏi bệnh. 38 năm là một khoảng thời gian thật dài, thật gian nan, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong sự tin tưởng là sẽ có một ngày chính anh sẽ được đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa. Hình ảnh của người bất toại như sự nhắn gửi đến mỗi người chúng ta về niềm tin và thiện chí của chính mình vào Thiên Chúa. Chính thiện chí và niềm tin là điều kiện cần thiết để quyết định mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Một đức tin dù nhỏ nhưng với sự kiên nhẫn và thiện chí, chúng ta có thể đưa một linh hồn vào thiên đàng. Phương chi, nếu có một đức tin lớn, chắc chắn không những chiếm hữu được thiên đàng, nhưng hơn thế nữa, chúng ta có thể sẽ đưa được cả thiên đàng vào chính tâm hồn mình. Chúa luôn yêu thích những tấm lòng thành tâm thiện chí nơi chúng ta, và nước Thiên Chúa cũng chỉ dành cho những ai bền đổ, vững tin. Mùa chay thánh mời gọi chúng ta sống gắn bó và tin tưởng vào ơn cứu độ của Thiên Chúa nhiều hơn nữa, để thiên đàng sẽ thuộc về chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con luôn vững tin vào Chúa và phó thác trọn vẹn cuộc đời chúng con cho Chúa.